Ok, hello anh em. Bây giờ đang là rạng sáng của ngày 2 tháng 6. Thì con game tôi đang theo dõi hôm gài nó vừa mới ra mắt luôn. Mới ra mắt vài phút trước thôi. Hiện tại chưa có được đánh giá nào cả. Thì đây là một con game mà tôi đã giới thiệu trong video ngày hôm qua rồi. Con game nói về cái thể loại giải đố của Team 17 mới ra mắt. Giá game cũng rất là chát nha. Thì tôi cũng bấm bụng mà mua chơi thử rồi. Có gì mình refund. Đây một con game giải đố mà mới ra mắt của Team 17, nói về cái chủ đề là một tên sát nhân nhân một bên sát nhân hàng loạt đang đeo bám cái ngôi nhà trong cái thị trấn này gì đó, thì na ná gì thôi, tôi cũng chưa có biết, mới đọc mà với trả lời đọc mô tả thôi. Thì bối cảnh của game là ở thập niên 80, tôi nhớ có cái máy phát nó hiện số 80 á. Đây 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 198X nè. Thì đây một con game mà giải đố đơn giản nhưng mà giá hơi cao một tí. Bây giờ vô chơi đứng đi, thì tôi mới tải về tính bấm bấm tới thử rồi, tính ngày mai mới chơi, mà bây giờ tranh thủ chơi anh đi, tại mai tôi được nghỉ nay chứ, sáng nay tôi được nghỉ. Đây thì tôi mới vô bấm vô hồi nãy nè, mới có chơi có là 1 giây thôi, thì cũng setting thử vô bây giờ phụ đề test panel này nè. Display thì tôi để lên 4K luôn, vệ sinh thì chắc không cần đâu, tôi phá 60 fps đây rồi, nó chạy rất là mượt. Cái này là tốc độ chuột để thấp thôi, hồi nãy vô nhanh quá tôi tính giờ chỉnh đó. Ồ, dưới đây còn đấu nút nè. Mình dừng game là chữ B. Thiện cái bảng panel là nút tab. Rồi ok. Tương tác. Pick up lấy vật thể đầu là chuột trái. Sao nó xảy ra lại xài là núm lốc đó. Rồi núm bắt. Ủa? Núm bắt. Nó lại xài bàn phím bên phải hả? Thì núm không là số 0. Thôi hiện tại thì mình vô game chắc nó có hướng dẫn thôi. Chết, tôi có chỉnh gì đâu. Phần âm thanh thì tôi đã để tối đa rồi. Hiện tại mình không có nhạc. Bây giờ new game đi. Tại vì load game cũng 1 giây ban đầu à. Tốc độ chuột chắn hơi cao nha. Đây vẫn còn cao lắm, sao kỳ vậy ta, 5 thôi rồi tạm ổn. Bây giờ đầu tiên mình vô game nè, tôi thấy hơi bị xé hình đó, để tôi bật vi sinh thôi. Rồi ok, ổn hết rồi đó, chỉnh thêm cái nữa hơi phiền tí, em thông cảm. Rồi đây là giao diện mới bắt đầu vô chơi cũng là nghe đứng ngay cái thùng rác luôn, thì không có nút nhảy rồi, bấm thử nút nhảy rồi à, di chuyển bằng nút đúp AD nè, xây chuột thì mình có thể nhấn vô thùng rác kéo lên kéo xuống đóng mở nè, âm thanh hơi bị to đó. Thì đây tương tác với vật thể e hả, E là mình sôi cái vật thể lên, còn EG là mình quất cái vật thể đi luôn. Rồi rồi cái chai rồi đó, ép đồ, ép là làm gì đó, ép là thả xuống, thả xuống thì gốc nó tiêu luôn rồi. Rồi ok, rồi giữ chuột phải rồi để đặt, tôi làm gốc nó tiêu cái chai rồi đó, giữ chuột phải để đặt lên nó cái vị trí cần thiết. Rồi hiểu rồi, đây là cái khu giống như mà một cái nơi có người vô gia cư á, thì tôi vừa kéo cầu giao điện lên mà không thấy gì hết. Game này nhìn đồ họa nó rất là trực quan nha, không đến mức đẹp nhưng mà nó trực quan là đơn giản dễ nhìn. Đang giữa đêm nên tôi hơi gán tí, anh em thông cảm. Mấy con game ma cỏ gì, đây có một cái cửa phá với một cái ổ khóa. Đừng có võ ma nha, võ ma là tôi quýt luôn đó.
Nó nghe không? Hoặc là giữ chuột trái để xây mấy cái vật thể. Nó nghe đưa tương tác vật thể rồi bắt đầu quay. Game này làm tôi thấy gán quá vậy. Đây là mình mở cửa nè. Cái nệm này là cái mà object hồi nãy nó xài lại nè. Nhấn E lên để xem. Thì chữ xấu quá, tôi chả đọc được cái gì cả. Để lại đi. Này là cái cuộn giấy thôi. Một cái đồng hồ đang bây giờ là gần 11 giờ đêm. Ơi 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 ơi. Ê, ê. Thôi 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 thôi. Thôi nha, thôi nha. Giờ mà nó giỡn ma là tôi nghĩ luôn á. Thôi thôi thôi. Rồi thôi, ba anh em, ngày mai chơi tiếp. Thì con game này hiện tại là cũng tầm tạm đó. Nói nghĩ là nghĩ quân tử như khốn nạn, lũ đảng con game đậu xanh đó. Thôi, đéo chơi nữa. Đéo chơi nữa. Ngày mai nha. Hẹn anh em ngày mai. Ban ngày đủ mấy dám chơi. Forrest, is this a joke? Cúp. Cúp ngay giờ luôn. Goodbye anh em. Rồi mới có máy bút à. Rồi thì tạm thời vậy đi. Tôi lướt SteamDB nói vài câu nó cho nó tỉnh tỉnh rồi. Rated T for teen. Chưa có đánh giá nào hết. 116 người đang chơi. 107 rồi. Game này giá rất là chát nha. Tôi không nghĩ giá game nó cao vậy đâu. Giá game với mà tôi nó cũng trên trời luôn. Việt Nam đồng của mình bây giờ cũng là hồi dạng khá đắt rồi đó. Ngang với anh Thái Lan rồi nè. Cao hơn mấy Hàn Quốc, Hồng Kông rồi luôn. Cao hơn Nhật Bản luôn. Mấy nước này là mấy nước nghèo nên mình cao hơn nó phải rồi. Giá US là 20 đô. Rồi nó tính Việt Nam đồng là 20 luôn đó. 20x 20 là 40 nè. Được còn cái game gì mới không? Rồi mới dám học à, chip fighter ra nè. Tôi lướt lên coi có thịt chimmer nào đang chơi game nào. Thì không gài tôi vẫn đang coi cái game Đông Quýt này. Game Đông Quýt này là một cái sự kiện mà dạng như sở phép game của game nhé. Rất là nhiều con game họ đang chơi luôn. Thì đa số mấy con game này là tuổi đời nó rất là lâu rồi. Tôi có một bài viết đây nè, để bấm lên đọc cho anh em dễ hình dung. Đó thì đa số mấy con game mà trên cái game Đông Quýt này dạng như Surface Gun mà mấy người chơi thể hiện trình độ của họ có khán giả coi trực tiếp luôn nè, có livestream luôn thì cũng có cái mức ủng hộ cho mấy con game này luôn. Thì họ là mấy con game sẽ họ sẽ chơi với tốc độ rất nhanh với cái kỹ thuật cao, mà đa số cái con game trên này là các con game mà cổ và cũ rất là nhiều. Cái danh sách này là anh em thấy mấy con game mới đó chứ đại đa số là mấy game cũ thôi. Thì đa số mấy con game đó đó là rất kén người chơi, hầu hết mấy anh em nào không có tuổi thơ với game từ sớm thì sẽ không biết đến những con game đó luôn. Những con game này thì có thể là lớn tuổi hơn các anh em rất là nhiều, thậm chí lớn tuổi hơn cả tôi nữa. Thì đây là một cái chuyên mục chơi giải trí thôi. Tấm hình này thì tôi chụp hồi nãy khoảng là 2-3 tiếng trước đó. Thì họ đang chơi là con game GTA hình như bản 3-4 gì đây. Trong vòng họ sẽ phá đảo con game này trong vòng 4 giờ 20 phút đang chơi nè. Một cái tốc độ rất là đáng khen luôn, tiếng bài tôi cũng tính thức coi con là đã xịt bên gần luôn mà bữa nay đi về mệt mỏi rồi nên không có coi nổi. Thì tính ra tới khoảng 3-4 giờ sáng họ mới bắt đầu đã xịt bên gần đó, phá đảo với tốc độ cao trong vòng 50 phút. Thêm một cái yêu cầu nữa là người chơi sẽ chọn bot chứ không phải là cái game thủ họ thể hiện tốc độ cao nó chọn bot luôn. Cái lượng bot sẽ được vô qua Twitch, cái đó là rất là khó đó nha. Tại vì anh em sợ phép game bui một đội hình nữa rồi mà lại là một con boss khó nữa thì rất là khó phá đảo. Mega Man khỏi phải nói rồi, phá đảo vào vòng 41 phút. Thì đây là mức độ nét.
Nãy giờ ông donate khá nhiều rồi. Anh em nào hứng thú với mấy cái mà Surface Gun hoặc là tốc độ game hoài cổ thì vô đây. Thì tháng 6 này cũng có rất nhiều sự kiện game luôn. Tôi nhớ không nhầm thì còn rất nhiều sự kiện game nữa. Để từ từ tôi đi kiếm cái. Tháng 6 mình là đây. Mình có khá nhiều sự kiện trong tháng 6 này. Thì hôm qua tôi tạm video rồi chưa có nói giới thiệu. Thì anh em nào mà quan tâm cái video hôm qua có thể coi đây, tôi giới thiệu rất nhiều con game mới ra mắt luôn. Thì đây là danh sách những con game mà tôi lướt hôm qua coi cái tốc độ rất cao nè, có để có móc thời gian luôn. Anh em nào coi thì cứ lên YouTube coi. Nó dám dọa ma tôi nghĩ luôn. Mà chơi con game đó đang cày cuốn đó. Đây là một vài con game đang nổi trên mà nên nói như Steam là cái đoạn đầu tiên đến 12 phút đầu. Thì sau đó là những con game sẽ hot sẽ ra mắt. Đầu tiên là con Street Fighter 6 khỏi nói rồi. Đó, Diablo 4 thì ai chơi sớm thì có thể là chút nữa chơi được rồi đó. Với Final Fantasy 16, hai con bom tấn này khỏi nói luôn. Tính hai con này với con này nữa xem như là cái tháng 6 này ba con game ba ra cùng lúc. Thì tôi nghĩ là ba con này đều đạt được thành công hết á. Hai con này thì có điểm đánh giá trước mắt thì rất là cao rồi. Thì tất nhiên hai game này cũng có bản demo luôn nên người chơi cũng nắm được gần hết rồi. Còn Final Fantasy 16 thì họ vẫn còn giấu giếm khá nhiều thôi. Đáng tiếc một điều á là ban đầu dự định đưa con này lên bản PC luôn. Nhưng mà sau này á, cái nhà phát hành á họ cân nhắc lại, họ cuối cùng là độc quyền cho PS5 ít nhất là 1 năm đi, sau này mới lên PC. Thì bởi vậy cái nghe khoảng gần gần cuối tháng 6 á, anh em nào có máy lên sành có thể chơi được con này rồi. Còn không có thì cứ chơi qua YouTube như tôi đây. Thì năm sau thì bắt đầu chơi thôi. Con này thì tôi có kỳ vọng phải nó hợp gu thôi. Diablo 4 thì tôi vẫn không mê cho lắm, giá game nó cao quá. Nhà nghèo như tôi thì làm gì có được cái chuyện đó. Còn Street Fighter thì hôm qua tôi đã nói rồi trong video đây, anh em coi lên luôn. Sao mạng mẽo nhé, 1 giờ sáng à. Sao nó giật dưới Ngày ta. 31 tháng 5. Con này thì vừa ra mắt tôi nhận được email rồi nhưng mà chưa có mua game, vẫn đang chờ coi nó làm sao. Thì con một con game thẻ bài mà thiết kế nhìn như mà AI dễ lắm. Đây con game tôi đang chơi nãy là Fighter 17 thì phút ngày mai 01 ra nè. mắt. Con này tôi mới coi cái nhà mà mấy nhà đánh giá game á, đánh giá nó rất là cao luôn, điểm rất là tích cực luôn, 89 hay là 93. Ê, quên nó, đi dính nhạc bản quyền ngủ đạn á. Anh em nào muốn coi thì tôi lại đi. Hôm qua tôi quên, nó đánh bản quyền đổi cái video tôi luôn. Không biết là có ăn ban cái kênh không, cái kênh này thì kênh cỏ của tôi thôi nên có ban cũng không sao. Thực ra nó là kênh chính tôi luôn á chứ làm gì còn kênh nào khác đâu. Thử like cái luôn rồi. Thì để coi cái sự kiện game khác này đây. Sự kiện này rất là sự mở game minh, nó không phải sự kiện này bình thường. Đây là sành showcase showcase là cuối tháng 5 đã qua rồi. Thì cái đợt này là không có nhiều cái gì đáng chú ý để nhắc đến đó. Thì tôi có một bài đăng về cái sự kiện này, anh em có thể tôi lại coi ở đâu đây, có một cái trang tổng hợp á. Hồi bữa có thằng ăn trộm mít nhà tôi nè, mít gần nhà tôi chứ không phải mít của tôi, nhưng mà tôi xí nó rồi nên nó là của tôi. Thấy có thanh niên mà mò lại đến ăn trộm nè. Đây còn con game Việt Nam tôi đã chơi thử, ủng hộ nước nhà trước. Cái sự kiện game đâu đó, tôi nhớ có liên sự kiện game mấy thanh niên này đăng ảnh 18 cộng nên thế gì à. Có cái video giới thiệu về cái vụ mà dịch game tự động của tôi nè. Anh em này rất dốt tiếng Anh như tôi mà muốn chơi mấy game tiếng Anh á mà ngôn từ khó quá dịch không nổi không sát nghĩa thì có thể đi thử vào cái phần mềm này, thì cài đặt nó rất là đơn giản thôi, hướng dẫn rất là tận tình chu đáo những video luôn. Thì tôi quên mất cái link sự kiện này, tôi nhớ là 2023 thôi. Không có, thì 2023 là không có E3 đâu. Đây là cái sự kiện sắp tới 8 tháng 6 là cái sự kiện Monster Hunter à. Ngày của đẹp, ngày của đẹp là ngày 8 tháng 6.
Summer Game Fest nè, Summer Game Fest một sự kiện đáng chú ý nha. Sau cái hội chợ E3 là cái sự kiện này nổi lên rất là nhiều luôn á. Thì tôi rất quan tâm cái sự kiện này. Anh em có thể theo dõi nó. Hình như cái thời gian của nó là 1 2 giờ sáng vậy đó. Cái múi giờ khá là ý vậy với anh em. Đẹp không? Đây đây đây. Ba phê em LDT. Là đúng 2 giờ sáng ngày thứ sáu nữa thì ngày 8 mà ngày 8 đây thì nó 2 giờ có 2 tuần nữa, có 2 giờ có ngày 9 là 1 tuần nữa, là tầm tầm tiếng rưỡi nữa tương tuần sau đó. Thì cái giờ quái băm đó mà chắc không coi được rồi, sáng thứ sáu vẫn còn đi làm, bữa nay lại tôi đi công tác về nên trễ trễ tí nên giờ mới rảnh rỗi, sáng mai được nghỉ. Giờ mới gọi gọi tính vô game chơi mà nó dọa ma tôi quá anh thôi nghĩ luôn. Lụ đạn con game dễ đố mà mới vô nhát con ma nó gào. Để vậy còn zoom kia 2 3 lần nữa. Tôi đang xem sự kiện mà. Thì cái Summer Game Fest này rất là đáng chú ý. Hầu hết các game indie á bây giờ họ không có sự chơi mà với sự kiện E3 nữa. Thì E3 năm nay cũng đóng cửa luôn rồi, chi phí phát sinh quá là cao. Một cái studio nhỏ nhỏ gì bị báo giá 10.000 đến 2.000 cho một cái gian hàng rất là nhỏ luôn. 10.000 20.000 đô á. Thậm chí mà họ ế đến mức mà mời cả những cái game dev nhỏ lẻ không có tiếng vang luôn. Bởi vì nên sau này là đâu có ai ủng hộ nữa. Thành ra cuối cùng bỏ lỡ gian hàng. Thì coi như là quỷ luôn cái sự kiện E3. Thì mấy năm trước cũng quỷ lần rồi. Thì cái đợt Covid thì tất nhiên là không thể nào mở được. Nên sau cái sự kiện E3 đó thì sự kiện này rất là đáng xem. Thì anh em là có thời gian có thể theo dõi. Đó. Bây giờ là một số cái tập đoàn lớn tham gia vào sự kiện này là chứ không chỉ là game indie thôi nữa. Ubisoft, Xbox, PlayStation, CD Projekt, Disney, Netflix. Netflix bây giờ cũng bắt đầu làm game nữa nha anh em. Tôi thấy có một thanh niên mà dev indie bán mấy con game cho Netflix đó, ký hợp đồng với bên đó, tiền không luôn. Tiền một cái hợp đồng bằng ảnh dev 2 3 năm luôn, mặc dù con game nó tương đối thôi. Chính ảnh còn chơi con game đó nữa. Cấp cơm lên đây đó. Đó. Thì sau đó cũng còn rất là nhiều sự kiện đó, khu chờ game show đó mà. Sự kiện này cũng tương đối lớn mà 12 MBT. Thì tôi không biết cái múi giờ không giờ sự kiện này có thể coi được ngày 10 tháng 6 không giờ với nó thì chắc là ngày thứ bảy dạng qua chủ nhật, cái thời gian rất là đẹp cho anh em theo dõi đúng không ạ, 10 giờ tối ngay là ngày 10 là ngày thứ bảy nữa. Thì đúng cái giờ đó là rạng sáng bên mình là khoảng giao hoa giữa thứ bảy chủ nhật hết. Xbox Starfield, Starfield hiện game này nói nhiều quá rồi nên tôi cũng mà lười nói lại nữa, với lại cái bối cảnh vũ trụ thì tôi khó chơi lắm, dạo này rối loạn tiền đình sao anh em ơi, hồi chiều ngồi xe có chút xíu à nhưng mà nó muốn ói buồn nôn phải không, cũng lâu rồi không bắn ABS thì con mắt nó quen không quen với tốc độ cao á nên khá là chóng. Thì sự kiện này cũng giờ trên luôn, thì bữa trước đã cái sự kiện này quen bữa sau thì Xbox Showcase á, anh em không có Xbox anh em vẫn nên thêm theo dõi cái sự kiện này tại vì họ có cái Xbox Game Pass, thì một số cái con game mà độc quyền trên Xbox thì không nói đi nhưng mà có vài con game mà đa nền tảng á, thì họ sẽ đưa lên cái Xbox Game Pass luôn, lúc đó anh em có thể trải nghiệm sớm những con game mà chất lượng cao với cái giá rất là phải chăng, chỉ 60 ngàn thôi. Thì coi như là không có máy Xbox thì vẫn nên coi cái sự kiện này. PC Game Show cái đợt này là nghe nói là PC Game Show là đầu tư cái đợt này rất là lớn. 1 giờ BMAT á. Thì nó là cộng 3 giờ đi cái này. Thì chắc là 3 giờ sáng á. Cái giờ này thì chắc tôi coi không được nữa rồi. 3 giờ sáng ngày 11. Tức là 3 giờ sáng của Chủ nhật. 3 giờ sáng của chủ nhật mà coi cái thứ hai là chết luôn. Ubisoft thì gần đây là không có tin tức gì đáng chú ý mới nhiều. Cũng ngày 12 luôn, dồn dập với nó. 10, 11, 11, 12. Thì trước đó là cũng ngày 10 nữa nè. 8 nữa nè. Thì anh em nào muốn quan tâm tin tức game thì có thể lên đó coi thử. Xbox Game Pass 2023.
Đây là những con game mà sẽ ra mắt vào tháng 6 là 2023 mà trên Xbox Game Pass, cái tôi nói nãy. Green Hornet Factory 4 bản đặc biệt luôn. Con này tôi mua rồi hay gì? Tôi không nhớ nữa. Không, con này để tôi nó mua. Đâu rồi, coi lại sự kiện đây. Minigap. Trên theo gì nè, sát kinh là game gì đó. Con à, con game mà tôi lưu ý hôm qua nó game nó rất hay á, anh em muốn là có thể coi lại đây nè, con game mà cái nghệ thuật màu nước rất là ấn tượng luôn nha. Tôi tắt tiếng đi đó. Con game mà kết hợp giữa cái phong cách tả đời thực thể hiện cái gameplay qua những bức tranh của ông này, gần như một đời người đi vẽ cái bức tranh là sau này chuyển thành game luôn. Thì đây con game nghệ thuật rất ấn tượng, nếu mà nó ra mắt trên cái mà Xbox Game Pass này tôi sẽ chơi trên đó luôn ngày 13 tháng 6. Thì game này là game gì? PC Game Pass thì tôi nhớ hồi trước nó có phiên bản á. PC Game Pass hồi trước phiên bản ấy là những người tham gia lần đầu tiên ở Việt Nam chỉ có tốn có 2.500 đồng thôi, sau này có thể cao lên tí. Bây giờ hiện tại giá phổ biến là 60.000 tháng, 60.000 mà anh em chơi được cái kho game rất là nhiều luôn nha, chính hãng nha, chính chủ đàng hoàng chứ không phải là vào một cái ứng dụng thứ ba hay là xài thuốc gì hết. Tao phiêu nhắc đi nhắc lại hoài. Con game mà không biết là bơm tấn hay bơm xịt đang rất là hoài nghi luôn. Ubisoft Ultimate Game Com đó hả? Thì do cái múi giờ họ khác bên mình. Là đây con hồi bữa tôi coi nè, tôi cũng đang định mua nè, cũng viết cái review đánh giá rồi đó. Tại sao lại miss xịt đó? Hầu hết là các lỗi bớt, các lỗi bớt là chính, chứ thực ra chưa thấy ai, chưa thấy cái bình luận chê nào về game lấy đây nè, đa số là chửi các là lỗi bớt thôi. Cái này thì chỉ cần nhà phát hành mà chịu khắc phục sớm á, thì con game nó sẽ xanh trở lại, nhưng mà cái lượt đánh giá này thì hơi thảm rồi. Con game này rất là đáng chơi nha, nếu như nó không có lỗi bớt này là giá đập cái xưởng xe gì thôi. 2021 game này thì tôi không biết, tôi coi thử luôn. Nên nhìn cái hình này tôi hết muốn bấm vô rồi. Điểm thì có 2.5 à. Ra mắt vào ngày 1 tháng 6 luôn. Một con game rất là hoài cổ luôn. Thì nó không hợp với tôi cho lắm. Thậm chí bán trên Steam mà không ai mua luôn. Là chắc là gì nó mới ra mắt thôi. Ở đâu đánh giá cũng nhiều lắm nè. Một hai ba bốn, khoảng bốn đánh giá đó, bốn đánh giá anh em đánh giá trên Steam á, chỉ có cái vòng tròn này là chính xác thôi nha, còn mấy cái key này họ không tính vô đánh giá tổng quát. Cái key này là dev có thể mà tự tạo mấy cái key cho người chơi khác đánh giá, những cái đánh giá như thế này á, rồi đút nhận cái miễn phí này á, có hình gì phá này nè, là không tính vô cái đánh giá tổng, thì không tính vô đó thì nó chỉ là chơi tính bình thường thôi. Ai review nè, chắc đang chờ duyệt á. 0.5, 0.5, 0.3, tôi nghĩ mấy cái này là hơi bị ảo ma đó, mấy cái số này giống bot không. 0.1 sao giống bot clone luôn, thả vô cái gì. Ô, Amenisa đầu bunker lên luôn nè. Con game này hôm qua tôi lộn với con game mà tôi nhầm với con game này, Lay of the Fear, nói lộn nó là xài Unreal Engine 5, nhưng thực ra con Lay of the Fear này mới đúng là xài Unreal Engine 5 nè.
Hèn gì cái hiệu ứng ánh sáng nó quá là tốt. Hôm qua tôi xét thử, trong cái video này tôi xét thử thì lại nhìn lộn về cái con game cũ của nó. Con game này là bản mới luôn, 2023 làm lại mà lấy tên cũ. Nên lúc tôi xét ra thì nó lộn qua tên cũ. Đó thì bản cũ nó engineer thôi. Còn bản mới thì bản mới là Unreal Engine 5. Support cả ray tracing luôn, HDR 4K luôn. Thì cái đồ họa nó rất là đẹp luôn. Tôi cũng thử vô cái demo rồi, game kinh dị mà. Thử vô tôi chỉ coi chứ không có dám đi. Thì nói chung con game đó cũng tối ưu cũng tương đối tốt rồi đó. Game kinh dị anh em không có quá nhiều cái yếu tố mà can thiệp chạy nền. Can thiệp chỉ chạy nền như mấy cái chỉ số máu rồi giáp đâu. Mấy chỉ số ảnh hưởng khác như mà cái quay phành vũ khí hay là lên cấp lên level vậy đó. Thành ra anh em chỉ cần tối ưu tốt cái đồ họa, còn là cái gameplay nó không quá phức tạp thì có thể chạy game thoải mái luôn. Cái khuyết điểm của anh Unreal Engine 5 là không chịu đầu tư vô tối ưu á thì nó rất là nặng. Gần đây có cái nhiều game mà UE 5 ra mắt thì nó toàn toàn tập luôn. Con game này là con game gì? Là một con game pixel nữa. Game này không hợp nữa đây, tôi không chơi đâu. Đây những thập niên 90 là giả lập internet. Thời 90 thì Việt Nam mình hình như chưa có internet đâu. Nghĩ như năm 2000 á mới bắt đầu phổ biến dần dần lên. Lúc đó là còn đi up là cái mạng điện thoại á. Cái mạng điện thoại anh em bây giờ chắc không biết, hồi xưa là xài cái điện thoại nó tính giá như cái cuộc gọi luôn. Em tháo cái cục mà dây mà cái cục dây vô điện thoại máy bàn á, anh em cắm vô máy tính gọi là cái mạng dial-up. Đó anh em tháo cục dây máy bàn gắn vô rồi cấu hình cái mạng này này cổ lắm rồi, anh em bây giờ chắc không biết nữa. Rồi sau cái thời đi up đó là mới lên được ADSL. ADSL là cái loại mạng kết nối thời cổ. Cũng là lên được cái sợi cáp này mà cáp đồng chứ không phải cáp quang bây giờ. Thì lên được cái ADSL thì mạng nó cải thiện hơn chút. Mà download cái thời xưa chỉ có là mấy chục ký ba như vậy thôi. Một người download là nguyên quán net đã sập luôn. Nó gọi là chia cái mạng dùng chung với nhau. Một người download là toàn bộ sập hết. Thì những ai đang chơi game, nhất là mấy game gió lâm như Gunpowder Edition nữa thì cái ping nó lên tới trời luôn. Thì sau cái đi up này thì lên được cái thời 4G, 3G chứ 3G. Giờ tôi vẫn còn cục Dcom 3G. Cục Dcom 3G Viettel á. Lúc đó là bỏ tiền 990 ngàn để mua. Lúc đó 1 triệu rất là có giá nha. 1 triệu anh em mua được cái điện thoại ngon nghè nữa. Vì mà đó bỏ ra mua cái này. Thì xong rồi mỗi tháng nạp 50 ngàn ở lên mạng. Lúc đó là phải tính từng megabyte luôn. Thì bây giờ nhà tôi vẫn còn mấy cục đi cơm này, một vài cái vẫn xài được luôn. Đây cái này là cái hồi xưa cái nguyên gốc ban đầu nè. Đó nguyên gốc ban đầu cái logo của Viettel là cắm vô máy thì qua cổng USB kết nối mạng, chạy kết nối mạng bằng cái điện thoại 3G thì không cần dây mạng. Thì sau này lên một thời nữa thì cái này nó lỗi thời khoảng 2-3 năm sau thôi. Nó là ra cái công nghệ là bán cáp quang, hình như tên là GPON đó vậy. Ra được cái công nghệ bán cáp quang là lúc đó là đau lên được cả mê trên dây đó, một mê trên dây đó rất là mạnh đó, 2-3 mê mấy quán net lúc đó rất phổ biến cái này luôn. Thì qua cái đời này thì tới đời sau là lên cấp quan. Cấp quan lúc đó anh em thoải mái rồi. Cái đợt cấp quan đầu tiên ở dưới tỉnh tôi tỉnh lẻ nên cái mạng tốc độ cao nhất là 20 một giây. Lúc đó là rất là khủng khiếp luôn. Vô mà bắn cập nhật mấy cái bản là kiếm thế võ lâm mà đột kích nữa. Hồi xưa cập nhật 100 mê là rất là cực khổ nha. Thậm chí đến mức mà cái quán này cập nhật xong 100 mê đó rồi cóp USB đi hết mấy cái quán net ở khu khác cho mấy em chủ quán nét nó cập nhật lên, tại vì lúc đó thải 100 MB rất là cực luôn. Hồi xưa thì cũng cầm USB đi vòng vòng copy cho mấy chủ quán được tặng tí giờ chơi. Thì lên tới thời cấp quan này thì tốc độ download nó vượt trội hơn rất nhiều rồi.
Thì lúc đó cũng ra cái công nghệ phần máy mới là công nghệ Bosch á, là một cái máy chủ một cái ổ cứng, tiết kiệm cho mấy máy con hết. Lúc đó thì tôi cũng lên cái thời gian đại học rồi, cũng ít ra net, ít trải nghiệm hơn. Thì kết thúc thời gian đại học thì cũng không ra net nữa. Bây giờ con game này là hoài cổ thập niên 90 nhưng mà ở Việt Nam thì không có tác dụng nhỏ đâu. Sự tắc kinh này hình như con game mà xếp xếp mấy thẻ bài đó. Không không nhầm game này. Game này thì phải game này không ta? Game này thì tôi chưa biết thông tin luôn. Nhìn cũng không hợp cho mấy. Mà đánh giá rất là thành công, mới ra mắt khoảng hơn năm tí xíu mà được gần ngàn đánh giá rồi. Cái cốt truyện thì cũng không biết, không biết nó ảnh hưởng đến văn hóa thì tuổi thời rồi. À, nó đã Early Access từ rất lâu rồi, sau này mới lên bản chính thức ở đây thôi. Rồi thì đợt sau có game này đáng chú ý trên Xbox Game Pass rồi. Riêng game này là hai game, anh em nào thích thang game nó có thể lên mua. Thì một số con game mà sẽ bỏ Xbox Game Pass là con này 15 tháng 6 thì nó rời khỏi game. Những con game này rất là hay nha. Total War Chi Thiên Đồ, game này khỏi nói rồi. Man Eater là con game cá mập ăn thịt người á, từng được miễn phí trên Epic lần này. Mortal Shell là con game dạng giống như là gọi là cái dạng cái dòng game sâu á, mà nó rất là chậm luôn. Cái thao tác á, chậm chậm chì chì một cách mà rất là lừa đừ á. Mà anh em nào thích cái thể loại mà nặng nề chai ha cổ dâm gì á thì có thể thử qua game này. Xe gớt sao mà cái dòng game nó bẩn bẩn bừa bừa, giống cái mà game bắn cái móc rồi đu dây về vèo á, game nó tên gì tôi quên tiêu rồi. Con game mà có dòng 3 dòng 4 vậy đó, để tôi xếp lại trong thư viện thôi. Không có ta, tôi quên mất tiêu rồi. Cái game mà cơ chế vật lý nó gần như không có luôn, bắn cái cọng dây móc vô rồi đu về 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 bên giờ bản ba không có. À, rút cao nó bẩn bẩn bừa bừa giống đó, đó. Thì con này thì súng ống luôn, anh em vô có thể bắn thoải mái, có người đã tay anh em mà có Xbox thì rủ nhau chơi con này tranh thủ đây, tại nó sắp đi rồi. Game này thì chả biết. Thì cũng được quá Peggy 12. điệp khúc à? Chorus. Chơi gớt. Tôi đến đâu có thể loại âm nhạc nhưng mà nó là hành động. Tương lai. Peggy 6. Đồ quả cũng được. Bối cảnh vũ trụ luôn. Bắt. Đánh giá cũng rất ngon nghẻ luôn nha. Còn con này hình như là con game xây dựng mới ra phiên bản 3 gần đây nè. Game xây cầu á. Xây cầu kết hợp với pho đồ. Peggy 16. Nói về pho đồ thì con game giải đấu của anh cũng cao Hello. rồi. Hello. Trời ơi. Đã cái kết hợp xây dựng này nó đã chua chát rồi, thêm cái pho đồ vô nữa là hơi bị đau đầu luôn. Anh em nào thích mà hại não có thể thử qua nó. Của con game này tôi cũng có luôn đó. Tôi mua nào vậy ta? Thì thực ra cũng chả biết luôn, cái ạc này đùng đùng lắm. Rồi, hết game rồi. Thì tôi cũng bọc sớm đây. Tại nãy giờ game kinh dị nên bỏ dở dưới chừng. Refresh ngay. Rồi, ok. Bye bye anh em.